Thân mến, xin chào cả nhà. Chào mừng các bạn theo dõi chủ đề của chúng tôi. Mỗi tuần một câu chuyện ý nghĩa, quay về với truyền thống hồi quy đạo đức, đồng hóa với chân thiện nhẫn. Sau đây chúng tôi xin kể một câu chuyện về sự lương thiện mà chúng tôi đã sưu tầm. Câu chuyện có tên Chó và Hồ Ly. Chúng ta bắt đầu nhé. Chó yêu Hồ Ly sâu nặng, chúng thường chơi với nhau. Rồi một ngày cả hai gặp phải thần chết. Thần chết nói, trong hai ngươi chỉ có một người được sống, hai ngươi hãy oảnh tù tì đi, ai thua sẽ phải chết. Chó bảo Hồ Ly hãy cùng nhau ra búa, vì vậy chúng ta sẽ hòa nhau, không ai phải chết. Cuối cùng Hồ Ly phải chết. Chó khóc lóc ôm Hồ Ly đã chết nằm yên lặng trong lòng. Đã nói là cả hai sẽ cùng ra búa, tại sao trong khi ta ra kéo thì ngươi lại ra bao? Hóa ra chó đã biết chỉ có một người thắng, nên chó muốn thua để Hồ Ly được sống. Tưởng rằng Hồ Ly sẽ ra búa nên chó ra kéo, nhưng không ngờ Hồ Ly lại ra bao. Vì nó nghĩ chó sẽ ra búa, cuối cùng tất nhiên là chó đã thắng. Đây mới là hiện thực, là lòng người trong xã hội. Hồ Ly ích kỷ, còn chó lại quá ngốc nghếch tin người. Nhưng xã hội vẫn còn một mặt khác, đó là khi chúng ta hãm hại người khác cũng chính là đang hãm hại bản thân. Có một số người sẵn sàng chịu thiệt thòi, luôn nhường cho người khác, nhưng chính họ mới là người đang thắng. Thế nên cứ tiếp tục lương thiện rồi bạn sẽ thắng. Làm người phải sống có hậu, chân lý lúc nào cũng thuộc về sự lương thiện. Có ai đó đã nói, rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra lương thiện khó hơn là thông minh. Vì thông minh là một dạng bẩm sinh, còn lương thiện là một dạng lựa chọn. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe qua câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những video câu chuyện ý nghĩa hàng tuần. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.